Mùi thơm hơi nồng xen chút the the của vị ngọt cay cay hòa quyện là một, đem lại nét đặc trưng riêng cho quế. Quế vừa dùng để hỗ trợ điều trị bệnh, vừa dùng để làm đẹp rất hay mà ít chị em biết đến. Ở video này, Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu cụ thể về vỏ quế, bột quế cho bạn hiểu hơn, cùng theo dõi nhé. Quế là một trong bốn vị thuốc quý, sâm, nhung, quế và phục. Vỏ quế đến nay vẫn là một trong nhiều nguyên liệu phổ biến nhất dùng để làm gia vị cũng như dược liệu. Vỏ quế, bột quế được sử dụng khắp thế giới bởi nó đã có vị trí nổi bật trong làng thuốc truyền thống, đặc biệt là dược liệu truyền thống của Ấn Độ. Quế giàu khoáng chất thiết yếu và chứa lượng tinh dầu cao, bởi thế quế mang mùi thơm rất đặc trưng và dễ chịu. Quế giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, điều hòa mỡ trong máu. Quế giúp ngăn ngừa ung thư, cải thiện các bệnh về răng miệng và hệ tiêu hóa, giảm đau nhức và khiến cơ thể trở nên dễ chịu, cải thiện chức năng cho não bộ, công thức cho làn da khỏe đẹp và một body cân đối. Ngoài việc sử dụng quế như một gia vị trong món ăn, thì quế còn dùng để pha đồ uống, đặc biệt kết hợp với đồ uống mà giới trẻ yêu thích. Quế xuất hiện trong các chế phẩm dùng để xông phòng, giúp khử mùi, xua mũi và làm tinh thần dễ chịu hơn. Một số bài thuốc quý từ vỏ quế, bột quế: đau bụng, tiêu chảy, 10g vỏ quế, 10g đại hồi, 20g đại hoàng, 20g long não, 20g gừng tươi, tất cả đem tán nhỏ và ngâm với 1 lít rượu trong 1 tuần, ngày uống 1 thìa canh và uống 2 lần trong ngày. Đắp mặt nạ cho da, bột quế 1 muỗng nhỏ và 3 thìa mật ong đường nguyên chất, trộn đều với nhau thành hỗn hợp sền sệt, đắp lên và massage mặt. Sau đó để yên trên da khoảng 10 phút rồi rửa mặt bằng nước ấm. Mỗi ngày sử dụng một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ và kiên trì để có làn da đẹp bạn nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm cách sử dụng của vỏ quế, bột quế cũng như nhiều loại thảo dược khác tốt cho sức khỏe ở website hiển thị trên màn hình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán vỏ quế, bột quế tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.